Vừa đẹp lại vừa nổi tiếng, ấy thế mà nhiều sao nữ hoa ngữ vẫn bị đồng nghiệp nam tránh như tả. Lâm Tâm Như thích chè chén, Dương Tử mê ăn đồ có mùi. Trong làng giải trí hoa ngữ có rất nhiều sao nữ kỳ lạ, họ sở hữu nhan sắc xinh đẹp lại nổi đình đám nhưng hay bị dàn đồng nghiệp né tránh, không muốn hợp tác chung. Ví dụ như Lâm Tâm Như này, bị cả Hồ Ca lẫn ông xã Hoắc Kiến Hoa e dè vì thường xuyên rủ họ chè chén sau mỗi ngày làm việc vất vả. Dương Tử thì khiến dàn bạn diễn nam phải kêu trời vì thường làm họ tụt mút khi quay cảnh hôn. Nghe có vẻ kỳ cục nhỉ? Angela Baby. Cái tên đầu tiên cần phải được nhắc đến chính là Angela Baby. Suốt nhiều năm qua, Angela Baby vẫn luôn là nhan sắc đứng đầu showbiz, hot đến độ xuất hiện ở đâu là nơi đó bị fan vây chật cứng, gây tắc cả một khu phố. Thế nhưng, với nhiều sao nam thì cô lại là cái tên chẳng ai muốn hợp tác hết. Lý do là diễn xuất của Angela Baby cực kỳ kém, nó dở theo đẳng cấp thảm họa luôn đó, bởi vậy những bộ phim mà cô đóng chính đều flop. Cả Lưu Đức Hoa, Trung Hán Lương và nhiều sao nam khác đều đã nếm trải những kinh nghiệm đau thương khi hợp tác với Angela Baby. Còn diễn viên gạo cội Trần Đạo Minh vừa nghe tên của cô thôi là bỏ của chạy lấy người, từ chối phim mà không cần suy nghĩ luôn đó. Tôn Lệ. Tôn Lệ cũng là ngôi sao khiến nhiều đồng nghiệp nam phải rén khi hợp tác chung đó. Nghe thì có vẻ vô lý nhỉ, bởi Tôn Lệ vừa diễn giỏi lại vừa khéo chọn kịch bản, đóng phim gì cũng thành công cả. Thật ra, vấn đề nằm ở tính cách của Tôn Lệ. Trong công việc, Tôn Lệ là mẫu người cực kỳ nghiêm túc và khó tính. Mỗi khi bạn diễn lơ là hay mắc lỗi, cô sẽ nhìn họ bằng ánh mắt của chủ nhiệm lớp, thế là áp lực ngang. Nhiều nam diễn viên còn phải thừa nhận họ sợ Tôn Lệ hơn cả đạo diễn, bởi lắm lúc đạo diễn cũng phải tắt lửa trước cái nhìn sắc lẻm của bà xã Đặng Siêu đó. Thế nên, việc Đặng Siêu chấp nhận làm người có địa vị thấp nhất nhà chẳng khiến công chúng bất ngờ đâu. Có bà xã hét ra lửa như thế, không sợ mới là lạ. Dương Tử. Sau thành công của Trường Tương Tư, Dương Tử lại tiếp tục khẳng định được danh hiệu sao nữ vượng bản diễn, bởi chỉ một mình cô thôi đã giúp ba sao trẻ Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ từ mờ nhạt trở thành lưu lượng thế hệ mới của màn ảnh xứ Trung đó, cực kỳ đáng nể luôn. Vượng bạn diễn là thế, nhưng Dương Tử cũng là cái tên bị đồng nghiệp nam thân thiết phốt liên tục. Lý do là cô thích chơi đùa họ bằng cách thọc tay vào mũi này, lại còn mê ăn đồ nặng mùi trước khi diễn cảnh thân mật nữa. Khỏi phải nói, sau mỗi lần hợp tác với Dương Tử, tất cả những chàng soái ca từng lỡ say nắng cô đều phải tỉnh ngay lập tức. Hết coi Dương Tử là crush, họ xem cô như huynh đệ thân thiết có thể quàng vai bá cổ mà thôi. Lâm Tâm Như. Nhan sắc lẫn tài năng của Lâm Tâm Như thì không phải bàn rồi nhỉ. Từ loạt siêu phẩm như Hoàn Châu Cách Cách, Mỹ Nhân Tâm Kế, Khuynh Thế Hoàng Phi hay Hoa Đăng Sơ Thượng đều chứng minh được một điều, cô không chỉ là diễn viên giỏi mà còn là nhà sản xuất mát tay. Ấy vậy mà nhiều sao nam lại khá rén khi nói đến chuyện hợp tác cùng Lâm Tâm Như đó. Điển hình nhất là Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa. Theo Hồ Ca từng chia sẻ, Lâm Tâm Như có đam mê mãnh liệt với việc chén chú chén anh, rất thích rủ đồng nghiệp cùng mình uống vài ly sau giờ làm. Mà với những người không mê chè chén như Hồ Ca thì ngồi chung mâm với bộng như Lâm Tâm Như chẳng khác gì cực hình. Đến Hoắc Kiến Hoa cũng rén vợ vì sở thích này đó. Để theo đuổi tình yêu, anh đã cố tình luyện tử lượng để có thể nâng chén cùng vợ đó.